Điều gì quyết định một bộ phim có thành công hay không? Kiếm hàng trăm triệu doanh thu phòng vé hay nhận được những giải thưởng danh giá? Những bộ phim với chất lượng và nội dung chỉn chu thì thường có được sự công nhận từ phía các nhà phê bình và khán giả, từ đó kiếm được một khoản lớn doanh thu phòng vé hoặc là những giải thưởng cao quý. Tuy nhiên, dù tồn tại những bộ phim hay và có những bộ phim dở, nhưng mà cũng có những bộ phim lại không nhận được sự công nhận mà nó vốn phải có. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Movie. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua top 10 bộ phim mà mình cho rằng đã bị đánh giá quá thấp so với những giá trị mà nó đem lại. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Let's go! Perfume, The Story of a Murderer là một trong những bộ phim của Đức tốn kém nhất từng được thực hiện. Nó nhờ vậy cũng là một trong những điều thú vị nhất từng được sản sinh ra. Lấy bối cảnh nước Pháp vào thế kỷ 18, phim kể về cuộc đời của Jean-Baptiste Grenouille, một nhà pha chế nước hoa bậc thầy và là kẻ giết người hàng loạt khét tiếng, sinh ra trong một trại cá tại thành phố mơ mộng Paris, được trời phú cho một khứu giác nhạy bén đến gần như siêu phàm. Grenouille bắt đầu sự nghiệp của mình bằng việc phát triển một số loại nước hoa được mọi người cực kỳ ưa chuộng. Sau khi tạo ra một số kiệt tác về khứu giác, Grenouille bị ám ảnh bởi một mùi hương hoàn hảo. Một loại nước hoa sẽ ngay lập tức quyến rũ bất cứ ai ngửi được nó. Trong quá trình tìm kiếm về các thành phần của nó, Grenouille bị thu hút, không thể cưỡng lại bởi hương thơm tự nhiên của các cô gái trẻ. Để rồi cuối cùng khi dục vọng lấn át, một tên sát nhân đã được sản sinh ra. Xác ướp nước hoa là một bộ phim chúng ta thấy được kiểu giết người rất khác, một kẻ giết phụ nữ để chiếm lấy mùi hương của họ. Phim khiến cho chúng ta đồng cảm với nhân vật chính, Grenouille, người xem luôn đứng giữa ranh giới, không biết nên yêu anh chàng vì tài năng thiên bẩm và quá khứ khổ đau của anh, hay phải căm ghét vì những vụ giết người tàn nhẫn mà người thanh niên trẻ tuổi này đã thực hiện. Hình ảnh và âm thanh trong phim cũng khiến khán giả gần như có thể trải nghiệm bầu không khí và cảm xúc mà Grenouille đã phải trải qua khi anh cố đánh hơi môi trường xung quanh. Constantine. Nếu nhìn một cách tổng quát vào bối cảnh các phim siêu anh hùng vào những năm 2005, Constantine chắc chắn là một bộ phim lạc quẻ từ hình ảnh cho đến nội dung. Chúng ta có sự thống trị của các X-Men từ đầu những năm 2000 cho đến chuỗi phim Người Nhện vô cùng thành công của Sam Raimi và cuối cùng là Batman Begins của Christopher Nolan. Constantine lại chọn cho mình một con đường riêng khi ra mắt bộ phim với nhãn R, điều mà không một bộ phim siêu anh hùng nào vào thời điểm đó dại dột mà động vào. Một bộ phim điện ảnh đầu tay của Francis Lawrence đã gặp phải nhiều chỉ trích khi được công chiếu vào năm 2005. Constantine bị khán giả và giới mộ điệu lên án gay gắt vì đã thay đổi cả về phần nghe và nhìn của John Constantine. Từ nguyên tác là một người Anh với mái tóc vàng lại trở thành một Keanu Reeves người Mỹ tóc đen. Trở lại vào năm 2005 thì Keanu Reeves không phải là biểu tượng được yêu thích như ngày nay. Khi nhận vào vai John Constantine, anh không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất của mình. Thế nhưng 16 năm đã trôi qua, Keanu Reeves đã hoàn toàn chinh phục được khán giả với hình ảnh sát thủ John Wick với khả năng giết người chỉ bằng cây bút chì. Nếu được ra mắt vào thời điểm này thì chỉ cần cái tên Keanu Reeves góp mặt thôi thì phim sẽ được mọi người quan tâm hơn đáng kể. Một trong những điểm đặc biệt của Constantine chính là việc nó khắc họa một địa ngục rất đối đặc biệt. Thay vì một địa ngục tăm tối và rực lửa như trong suy nghĩ của đại đa số khán giả, thì chúng ta có một thứ hoàn toàn khác. Đạo diễn Francis Lawrence nói rằng, ông muốn địa ngục phải là một vũ trụ song song, một phiên bản khác của thế giới loài người với những tòa nhà và đường phố mang cảm giác gần gũi, quen thuộc. Nếu được ra mắt vào thời điểm này thì bộ phim có thể sẽ thành công vang dội, nhưng đáng tiếc khi Constantine của Keanu Reeves đã đi trước thời đại quá xa và không thể hưởng lợi từ việc văn hóa đại chúng đã thay đổi quá nhiều ở thời điểm này. Man of Steel. DCEU là một đề tài mà những cuộc tranh luận xoay quanh nó chưa bao giờ có dấu hiệu là hạ nhiệt. Và một trong số chúng, bên cạnh Batman vs Superman, Man of Steel chính là bộ phim chia rẽ sâu sắc cộng đồng người xem nhất trong số tất cả. Được ra mắt vào năm 2013, đồng thời cũng là bộ phim khai sinh ra toàn bộ vũ trụ điện ảnh mở rộng của nhà DC, Man of Steel, thay vì lựa chọn những hướng đi an toàn như những người tiền nhiệm, đạo diễn Zack Snyder lại lựa chọn cho mình một góc nhìn thực tế và mang tính xã hội hơn đối với nhân vật này. Chính vì lẽ đó mà đã có không ít các fan hâm mộ cảm thấy thất vọng và cự tuyệt bộ phim này, đồng thời châm ngòi cho những lời công kích không đáng có dành cho vị đạo diễn này. Tuy nhiên trên thực tế, Man of Steel là một tác phẩm vô cùng chất lượng khi mà nó có cả sự góp sức của biên kịch từng đoạt giải Oscar David Goyer và đạo diễn được coi là huyền thoại đương đại Christopher Nolan. Câu chuyện của Man of Steel cũng trưởng thành hơn so với những bộ phim tiền nhiệm, đồng thời ẩn chứa vô số những lớp ý nghĩa ẩn dụ mà cho đến tận ngày hôm nay các fan vẫn có thể vô tình nhận ra. Không những vậy, Man of Steel cũng là bộ phim đầu tiên chuyển thể mối dây liên kết giữa hình tượng đấng cứu thế và hình tượng người đàn ông thép, tạo nên một gia vị hết sức đặc biệt và góp phần giúp cho tác phẩm mang đậm chất sử thi hơn. Các nhà khoa học từ lâu đã khẳng định khoảnh khắc chúng ta tiếp xúc với sự sống ngoài hành tinh sẽ đại diện cho thời điểm suy nghĩ của toàn bộ nhân loại thay đổi, và Man of Steel là bộ phim hiếm hoi chứng minh được điều đó rõ ràng. Câu trả lời chính là sự sợ hãi.
Đến cuối cùng, siêu nhân mà chúng ta có trong Man of Steel có lẽ không phải là người anh hùng trong mơ chúng ta từng mong ước, nhưng anh lại là người chúng ta xứng đáng có được. Treasure Planet. Walt Disney trong quá khứ đã sản xuất và phát hành một số tác phẩm hoạt hình kinh điển phục vụ mọi lứa tuổi khán giả, thế nhưng dần dần trong Pixar và DreamWorks đang đạt được thành công ngày càng lớn. Disney lại đang vật lộn để trở lại thời kỳ hoàng kim từ những năm 90 với quá nhiều tác phẩm được ra đời kể từ đó. Chắc chắn sẽ có những bộ phim mà hoàn toàn không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả, thế nhưng một số lại hoàn toàn xứng đáng có một cơ hội khác. Điển hình là Treasure Planet. Hành tinh châu báu theo chân cậu bé hiếu động Jim Hawkins cùng với những người bạn lên đường đi tìm kiếm kho báu trong truyền thuyết của thuyền trưởng Flynn. Trên tàu, Jim làm bạn với John Silver, một đầu bếp nửa người nửa máy thân thiện. Không ngờ đâu, Silver lại là một tên cướp biển nham hiểm, độc ác, đang toan tính nổi dậy cướp tàu để độc chiếm kho báu. Trung tâm thực sự của bộ phim này là mối quan hệ giữa Jim Hawkins và John Silver. Sự phản bội của Silver với Jim trong Treasure Planet là một chi tiết cực kỳ cảm động và đáng nhớ, khi ông lúc đó đã trở thành một người cha đối với nhân vật chính trẻ tuổi của chúng ta. Treasure Planet là một trong những khoản lỗ lớn nhất của Disney với ngân sách 140 triệu USD kèm theo 40 triệu tiền quảng cáo. Tất cả chỉ đổi lại được 101 triệu đô la phòng vé trên toàn thế giới. Mặc dù được đề cử giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất và chỉ thua trước Vùng đất linh hồn, Treasure Planet hiếm khi được nhắc đến khi nhắc đến những bộ phim kinh điển của Disney. Lý do là bởi vào thời điểm Treasure Planet được sản xuất và phát hành vào năm 2002, sự nổi lên của phim hoạt hình máy tính trong thời kỳ này đã được ghi nhận, khiến cho những nét vẽ 2D đã không còn được ưa chuộng nữa. Pixar đang làm mưa làm gió với những câu chuyện đồ chơi hay là công ty quái vật. DreamWorks Animation thì đang đạt được thành công vang dội với Shrek, khán giả cũng không còn mặn mà với kiểu hoạt hình truyền thống nữa, nên hầu hết các studio khác dần dần cũng thay đổi. Và đó là nguyên nhân dẫn đến thất bại hoàn toàn tại phòng vé. Treasure Planet đáng buồn lại là một nạn nhân khi thời thế thay đổi. Shadow 2008. Nhắc đến những bộ phim mang tính nghệ thuật cao của điện ảnh châu Á thì chúng ta không thể không bỏ qua những tác phẩm để đời của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Ông là cái tên quen thuộc với những ai theo học những khóa học về điện ảnh hoặc chỉ đơn giản là có niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Những bộ phim hàng đầu của ông có thể kể đến như Đèn lồng đỏ treo cao, Anh hùng và Thập diện mai phục. Những cái tên được liệt kê ở trên đã khiến cho một siêu phẩm nữa của ông bị lu mờ khi ra mắt vào năm 2018. Bộ phim chúng mình đang nhắc tới đó chính là Shadow hay là Vô ảnh. Shadow lấy bối cảnh trong thời Tam Quốc, thời mà đế chế đã được thành lập và trở nên suy yếu, dẫn đến việc bị lôi kéo vào những cuộc chiến tranh liên miên. Shadow không hề gây thất vọng khi mang đến những cảnh chiến đấu đặc trưng của nghệ thuật trong phim của Trương Nghệ Mưu, các cảnh giao tranh với những đòn thế uyển chuyển đặc trưng trong các bộ phim võ thuật đã được đạo diễn kết hợp với phong cách thủy mặc nổi tiếng của xứ Trung Hoa. Với một nhịp phim tương đối chậm, Shadow dùng nó để khắc họa triết lý âm dương ngũ hành, sự đối lập giữa bóng tối và ánh sáng, được lồng ghép xuyên suốt những phần đoạn khác nhau trong phim. Bộ phim được xây dựng dựa trên thuyết nhị nguyên, tức là nhân vật là hai thực thể đối lập nhau, nhưng cũng do một diễn viên thủ vai với một người sống trong ánh sáng và là tâm điểm của mọi sự chú ý, còn người còn lại thì chìm trong bóng tối và chẳng là gì cả. Với nửa đầu, Vô ảnh mang đến một bức tranh chính trị phức tạp, những âm mưu thâm hiểm trốn triều đình được xây dựng chậm rãi cho đến nửa sau, phim bùng nổ biến thành một tác phẩm kinh dị, hành động khiến người xem mãn nhãn với từng pha giao tranh nhỏ lẻ cho đến những trận chiến ác liệt. Nếu vượt qua được những lý thuyết mà phim đã đặt ra trong nửa đầu thì tin mình đi, bữa tiệc hành động sẽ ở phía sau đợi bạn. Uncut Gems. Chúng ta đã quá quen với hình ảnh của nam diễn viên Adam Sandler chỉ xuất hiện trong những tác phẩm với yếu tố tình cảm và hài hước đơn thuần. Điều này khiến anh vô cùng được lòng khán giả nhưng lại không được các nhà phê bình đánh giá cao lắm về mặt diễn xuất. Thế nhưng tất cả đã thay đổi khi Uncut Gems ra mắt vào năm 2019. Điều ngược lại đã xảy ra. Tuy mọi người không nhắc quá nhiều đến bộ phim nhưng đây cũng có thể coi là một dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên. Tứ đổ tường được hiểu theo nghĩa là nếu như bạn phạm phải một trong bốn thú vui trong trần gian thì gia đình và nhà cửa của bạn sẽ tan hoang. Thật vậy, Uncut Gems là câu chuyện về một người đàn ông mắc phải bức tường đầu tiên hay cờ bạc. Howard là người sở hữu một phòng trưng bày đồ trang sức ở Diamond của New York và là một con nghiện cá cược bóng rổ. Anh vay tiền để đặt cược nhưng không gặp được may mắn, từ đó vay thêm nhiều tiền để trả nợ và đánh tiếp, chỉ để bị thua nhiều hơn. Vòng tròn luẩn quẩn đó tưởng chừng như không có lối thoát cho đến khi anh có thể đấu giá một vật phẩm trị giá lên đến 1 triệu đô. Uncut Gems là một bộ phim với đầy đủ sự hỗn loạn, từ những câu thoại liên tiếp xếp chồng lên nhau cho đến những cú quay máy thay đổi liên tục, tất cả mang đến sự căng thẳng và sự bí ẩn cần thiết. Thế nhưng Uncut Gems có thành công hay không lại hoàn toàn phụ thuộc vào Adam Sandler. Diễn xuất của nam diễn viên này đã mang đến cho bộ phim một mạch cảm xúc nhất quán. Nhà làm phim luôn đặt máy quay sát với gương mặt của nam diễn viên để người xem phải đối mặt với từng cung bậc cảm xúc của nhân vật.
Mỗi cuộc đối thoại có sự góp mặt của Adam Sandler là một lần khán giả toát mồ hôi hột với mỗi điệu cười nhếch mép và sự điên loạn trong suy nghĩ của anh. Enemy 2013, Arrival, Blade Runner 2049 hay Dune sắp được ra mắt đều nhận được sự chú ý cực kỳ lớn từ phía người hâm mộ. Cả ba phim đều có điểm chung là được nhào nặn dưới bàn tay của đạo diễn Denis Villeneuve. Vì vậy, nên phần hình ảnh của cả ba đều thật sự tuyệt vời. Thế nhưng vị đạo diễn còn một tác phẩm để đời đã bị người hâm mộ lãng quên, đó là Enemy, sự kết hợp cùng với nam diễn viên Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal đã được đề cử giải Oscar trong màn trình diễn của mình trong Brokeback Mountain của đạo diễn Lý An. Trong Enemy, anh sẽ vào vai một giáo sư sống cùng một cuộc đời tẻ nhạt cho đến khi anh nhìn thấy một bản sao giống hệt mình trong một bộ phim. Bản sao ấy là một diễn viên có tính cách phức tạp và cả hai dần nhận ra mình bị ám ảnh bởi người còn lại. Enemy khó xem bởi vì nó phù hợp với những khán giả thích sự phức tạp trong câu chuyện. Enemy nói đơn giản sẽ là sự kết hợp của Memento, Mulholland Drive và Inception. Bạn sẽ không thể nghe hay nhìn thấy mọi người bàn luận một cách rõ ràng sau khi Enemy vì đơn giản là bộ phim không thể giải thích theo cách bình thường mà mỗi người khi xem đều có một cách hiểu khác nhau. Như câu được nói hiển thị ở phần đầu phim, sự hỗn loạn là trật tự chưa được giải mã. Điều này yêu cầu người xem phải ngồi phân tích và chọn ra sự hỗn loạn của bộ phim, từ đó có thể hiểu được nó. Với những người là fan hâm mộ của thể loại phim siêu thực, thì Enemy sẽ đưa các bạn vào một thế giới xen kẽ giữa thực tế và mộng mơ, mô típ hình ảnh loài nhện lặp lại thường xuyên từ đầu phim cho đến những khung hình cuối cùng cũng sẽ khiến cho chúng ta bất ngờ khi cái kết của bộ phim được lộ diện. Palm Springs. Yếu tố du hành thời gian luôn là đề tài chưa bao giờ lỗi thời của các nhà làm phim, thế nhưng yếu tố vòng lặp thời gian thì lại không được xuất hiện nhiều, nhất là trong thể loại phim tình cảm. Palm Springs cực kỳ thông minh và dí dỏm bằng cách đưa hai người vào cùng một vòng lặp thời gian và buộc họ lặp đi lặp lại cùng một ngày. Chúng ta được bắt gặp Nils, một chàng trai vô lo vô nghĩ đã bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian suốt vài chục năm, phải sống đi sống lại trong đám cưới của bạn mình. Vào một ngày như bao ngày, anh gặp Sarah, phủ dâu bất đắc dĩ, cả hai say xỉn cùng nhau và cô vô tình bị đưa vào vòng lặp thời gian này. Từ đây, mọi thứ trở nên khá phức tạp khi cả hai cố gắng khám phá bản thân và những ý nghĩa của cuộc sống. Điều đặc biệt của Palm Springs là nó chứa đầy những nguồn năng lượng tích cực giữa thời điểm tất cả chúng ta đều đang mệt mỏi. Có thể là chúng ta không ở trong một vòng lặp thời gian theo nghĩa đen, nhưng nó chắc chắn giống như là một chuỗi ngày dài không có hồi kết. Palm Springs sẽ khiến cho tâm trạng của người xem dễ chịu hơn, với mấu chốt ở hai diễn viên chính được thủ vai bởi Andy Samberg, một biểu tượng của sự hài hước, đã xuất hiện trong Brooklyn 99 và là ngôi sao trong Saturday Night Live. Milioti mang đến nỗi buồn mang mác với vai diễn bà mẹ trong How I Met Your Mother. Cả hai đều là biểu tượng của một thế hệ cũ và cùng nhau họ tạo nên sự kết hợp tuyệt vời và những bài học đáng nhớ về ý nghĩa của cuộc sống. Palm Springs là một bộ phim hài lãng mạn vui nhộn, đó là một câu chuyện bị ám ảnh bởi ý nghĩa rằng chúng ta sẽ bị cám dỗ bởi một thế giới nơi không có gì thực sự quan trọng để phủi đi trách nhiệm của bản thân. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Thế giới phép thuật mà tác giả J.K. Rowling đã tạo ra được chuyển thể qua 8 bộ phim tuyệt vời trải dài hơn 10 năm, và trong số 8 phim nói trên nói về cậu bé sống sót, có một phần phim mang đến sự đột phá về mọi mặt mà các khán giả có thể sẽ không để ý khi xem. Harry Potter và tên ngục tù Azkaban xứng đáng là một phần phim đặc biệt nhất của thương hiệu phim đỉnh đám này. Nếu đặt tất cả các phần phim Harry Potter lên bàn cân, thì nội dung của 7 phim còn lại chỉ xoay quanh câu chuyện Voldemort sẽ làm cách nào để trở lại và giết lại Harry. Riêng phần thứ 3 này đã gạt chủ thể hắc ám sang một bên để khắc họa quá trình trưởng thành của các nhân vật chính, điển hình là Harry Potter. Trong hai phần đầu tiên thì các nhân vật chỉ là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, thế nhưng đến phần phim thứ 3, dàn nhân vật chính của chúng ta đã bắt đầu quá trình vị thành niên và đang cố gắng định nghĩa lại bản thân mình, cũng như khuôn mẫu mà mình muốn trở thành. Tiêu biểu nhất là Harry Potter, cậu phải đối mặt với sự thật cay đắng về gia đình, về việc người bạn thân nhất của bố mẹ đã phản bội lại họ. Lần đầu tiên, chúng ta thấy Harry sợ một thứ gì đó. Tiếp đến, thứ quan trọng không kém tạo nên sự nổi bật của phim chính là về mặt mỹ thuật. Trong hai bộ phim đầu tiên của đạo diễn Chris Columbus, ông đã trung thành với nguyên tắc gốc khi sử dụng những tông màu ấm và ánh sáng rực rỡ lung linh. Điều này không còn phù hợp với phần thứ ba này và đạo diễn Alfonso Cuarón đã thay đổi hoàn toàn bảng màu của phim và khiến nó trở thành bước chuyển giữa sự trong sáng và đen tối trong loạt phim Harry Potter, đồng thời giúp nhấn mạnh chủ đề chính của câu chuyện là sự phản bội và tình bạn. Alfonso Cuarón là một đạo diễn tài ba đứng sau bộ phim mang đầy tính nghệ thuật như Gravity hay Roma, thế nhưng cũng không lạ gì khi ông mang đến một trải nghiệm điện ảnh cực kỳ khác lạ trong loạt phim của Harry Potter. Hãy nhìn cách mà ông sử dụng máy quay thôi, chúng ta có thể khẳng định rằng Harry Potter và người ngục tù Azkaban chính là bộ phim đậm chất nghệ thuật của loạt phim.
Moonlight. Vị trí đầu tiên trong danh sách là một trường hợp đặc biệt dù bản thân bộ phim đã chiến thắng giải thưởng cao nhất tại lễ trao giải Oscar danh giá. Từ thời điểm đó, có lẽ hướng về Moonlight đã xuất hiện khá nhiều và mọi người có phần tiếc thương quá mức cho thất bại vào phút chót của La La Land. Dễ hiểu là tại sao phần đông khán giả lại thích La La Land hơn, chúng ta có một câu chuyện dễ xem, dễ hiểu và dễ đồng cảm. Một câu chuyện tình lãng mạn về hoài bão và sự đánh đổi cùng với những ngôi sao Hollywood nổi tiếng trên một nền nhạc du dương, và chỉ với những điều đó họ đã càn quét gần như tất cả những giải thưởng được đề cử và thất bại trước Moonlight. Moonlight thì lại là một nét chấm phá đặc biệt về nhiều mặt. Câu chuyện của Moonlight tập trung vào một nhóm người hiếm khi được xuất hiện trên màn ảnh. Phim kể về cuộc sống của một cậu bé da đen lớn lên trong một khu phố nghèo khó ở Miami, nhưng nó cũng kể về một đứa trẻ đồng tính đang đấu tranh với giới tính thực sự của mình. Nó che giấu mình là ai để tự bảo vệ mình khi bị bắt nạt ở trường. Moonlight không chỉ là một câu chuyện về những con người bị thiệt thòi ở một miền quê, mà nó cũng cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về việc chúng ta có thể dễ dàng tổn thương đến như thế nào. Nếu La La Land là một chuyến hành trình kỳ thú vào một vùng đất mộng mơ, thì Moonlight lại là một cuộc phiêu lưu đi vào nội tâm, khám phá những cảm xúc mà con người chưa thể chạm tới. Nó là câu chuyện về sự kết nối giữa người với người, vượt qua mọi rào cản như giới tính hay là màu da. Trong thời đại mà con người đang bị chia rẽ hơn bao giờ hết, Moonlight đã xuất hiện và kể một câu chuyện hoàn hảo về một sợi dây liên kết giữa người với người. Đó chính là lý do mà Moonlight đã xứng đáng với ngôi vị cao nhất. Và đó là toàn bộ những suy nghĩ của chúng mình về những bộ phim mà đã không được nhìn nhận theo đúng với tầm vóc và vị thế của mà chúng đã tạo nên. Vậy thì ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy comment ở phía phần bên dưới nhé. Hãy like và share nếu các bạn thích video này. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng mình sẽ ra mắt trong tương lai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Way Too Weird out.